bán ruộng nha các bạn. Nguyên phần này đang gieo nha, đang xả nha. Nước này đang cho nước nó có nó rút xuống dưới đó, nó không ngập giống nha các bạn. Xả giống xuống là cho nó không ngập nha. Có nhiều nước nó rút xuống được mương hết. Đây là khu vực ở đất đỏ nha. Đây là huyện đất đỏ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha. Đó là xong rồi các bạn. Đất ruộng này quá lớn đám. Mấy chục phút à. Đây làm đồng lọt ghê chứ, quá trời luôn à. Này mấy bên này mấy.
đâu. Quay máy bay xịt thuốc ốc bu vàng nha các bạn. Xịt cách mặt ruộng khoảng 2 mét nha. Giặt nước ra luôn à. Thì mấy lối là xong đá mà nha, quá lẹ. Ra trữ vô nữa là xong đá mà các bạn. Rồi, bữa nay xả luôn nha. Đang thả láng nha các bạn. Đánh đường nước nha.
Rồi, giáp được một đám rồi nha. Nắng quá nắng, mấy trận vô. Đánh về điện là thấy bệnh các bạn ạ. Lên màu đẹp ghê không? Châm thuốc chưa?
video mình quay đến đây kết thúc nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Em nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Đang chết. Còn 2 bình nữa là xong.